Em xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại Sài Gòn đang đang mưa. Chúng ta đang ở khu vực cầu Kho. Nơi đây là đường Phát Diệm. Em đang trên đường đi làm về và sẵn có việc. Rồi xong việc rồi thì dẫn các anh chị các bạn chúng ta cùng đi tắm mưa nữa nha. Một cái cảm giác rất là thú vị khi mà được đi ngoài mưa. Có lẽ cái cảm giác này nếu mà các anh chị bạn ở ở nước ngoài là chắc sẽ ít có cái trải nghiệm này lắm ha. Bên tay trái chúng ta có cái nhà thờ cầu Kho nè, nhà thờ buổi chiều, khung cảnh buổi chiều. Tuy là mưa quá, do là mưa quá nên cái hình ảnh nó sẽ bị không rõ cho lắm. Do nước nó ướt cái kiến camera đó, thật ra các anh chị các bạn thông cảm nha. Em thì đang mặc áo mưa và cái camera nó đang tắm mưa. Bây giờ cái thời buổi hiện đại lắm rồi nên chúng ta không có sợ ướt hay gì hết. Không phải như hồi xưa thì công nghệ hơi chật vật tí, mua đồ cũng khó nữa. Thấy cảnh ở trời mưa này ở cung đường Phát Diệm năm xưa và bây giờ là đường Trần Đình Xu. Mình sẽ đi thẳng ra đến Nguyễn Trãi ha. Rồi chúng ta một vòng đi đi về cầu Muối. Đèn đỏ rồi, không kịp rồi. Sài Gòn mùa này thì rất là nhiều mưa. Do là tới mùa mưa rồi nên thường xuyên có những cái trận mưa trong ngày gì nè. Bởi vậy có rất nhiều người bán buôn khó khăn lắm. Rồi đèn xanh rồi chúng ta tiếp tục thôi. Nếu mà hồi nữa còn thời gian chúng ta sẽ đi một vòng qua chợ cũ ha. Chợ cũ mình xem coi cái cảnh chợ cũ khi trời mưa thì bà con như thế nào. Tại vì ở chợ cũ không có cái nhà lồng chợ đó, rồi người ta che đậy bằng những cái tấm tôn, rất là khó khăn. Lâu lâu vuốt kiến camera để thôi là nó hình ảnh nó không rõ. Bây giờ Sài Gòn là 5 giờ chiều. Hôm qua chúng ta đi bên đường Tô Hiến Thành lúc 6 giờ mấy. Cái hình ảnh nó tối quá. Mong bà con thông cảm ha. Mình quẹo qua đường Nguyễn Cư Trinh nha. Con đường Nguyễn Cư Trinh ngày nay rất là rộng lớn. Ngày xưa thì theo em tìm hiểu thì con đường này là cái nhà xe, cái bến xe miền Đông có cái trạm xe lửa, nhà ga xe lửa ở công viên 23 tháng 9 đó. Ở đây mình đón xe đi về các tỉnh. Mưa tầm tã luôn, mưa rất là lớn. Nếu mà mưa vậy mà đều như vậy là chút xíu nữa sẽ bị ngập với con đường Nguyễn Cư Trinh này, rất là dễ ngập. Đây ngay giao lộ Nguyễn Cư Trinh và Cống Quỳnh cũng có rất là nhiều cái comment của các anh chị và các bạn thông qua những cái video ở các khu vực, ở tuyến đường. Thì em xin thời gian nha, rồi em sẽ lần lượt đi hết những cái địa điểm đó. Mặc dù cái YouTube là cái nơi giải trí, xem chơi, nhưng mà
trân trọng những cái comment, những cái like, những cái chia sẻ của cô chú anh chị. Nên thành ra các anh chị các bạn comment thì em đều note lại hết, không có bỏ. Nếu mà có cái nào em quên thì các anh chị cho em xin comment lại nha, nhắc nhở nha. Tại vì đôi lúc cũng có sự thiếu sót, cũng giống như làm video nè, trong quá trình đi quay này kia nọ thì nhiều khi cũng có sai sót những cái thông tin, mong bà con mình thêm cái góp ý chia sẻ. Hôm ta ra đường này là Trần Hưng Đạo nè, nơi đây có ra rạp rạp Hưng Đạo, rồi hẻm Nguyễn Văn Dụng ngày xưa đó, rồi tới tí nữa thì có rạp Nguyễn Văn Hảo rất là nổi tiếng. Bây giờ thôi chúng ta sẽ đi đến chợ cũ luôn nha, đi một vòng qua chợ cũ xem chơi. Sẵn trời mưa rồi cũng ướt rồi nên đi vòng cho nó đáng. Thật ra đi ngoài đường phân tâm lắm, có nhiều khi cái nội dung mình cũng nghiên cứu rồi ha, tìm hiểu rồi, nhưng mà đi ra đường nhiều cái để làm mình phân tâm, như là xe cộ, rủi ro này kia kia nọ, phải dần trước dần sau rồi các kiểu. Thật ra đi thông tin nó thiếu. Xe khách Tịnh Gia để đi về Nha Trang. Từ ở khu Phạm Ngũ Lão này cũng có mấy xe, mấy nhà xe đi về miền Đông. Chúng ta đang ở giao lộ Trần Hưng Đạo và Thái Học. Sài Gòn mà trong lúc trời mưa thì ít có tình trạng kẹt xe lắm, chỉ có kẹt sau khi mưa và trước khi mưa. Trước khi mưa thì rất ít kẹt hơn, chỉ có kẹt sau khi mưa. Bây giờ nếu mà số công ty còn làm việc á là họ chưa có về, khoảng tầm đợi hết mưa mới về. Nếu mà đợi hết mưa là khoảng 6-7 giờ, lúc đó là đường xá đông đúc, đi là sẽ bị kẹt xe liền. Nước hơi đầy đầy rồi đó nha, chút xíu nữa là ngập đó. Mà bây giờ ngập thì cũng rút lẹ lắm, hệ thống thoát nước thì cũng đang hoàn thiện nên cũng không đến nỗi nào như ngày xưa. Chúng ta ra đây là khu vực chợ Bến Thành nè. Hôm bữa mình đi mưa ở chợ lớn nè, hôm nay mình đi mưa ở chợ Bến Thành. Tắm mưa ở khu vực này cho nó có khác gì ở chợ lớn hay không. Chúng ta nhìn một bầu trời xám xịt, không có một cái màu xanh luôn, nhìn cảnh nó buồn lắm. Nếu mà những ai mà xa nhà xa quê rồi đó, ngồi trong nhà nhìn ra trời mưa, trời ơi buồn thê thảm. Nhớ ngày xưa khi mà còn sinh viên, thời sinh viên, lúc em mới lên Sài Gòn đi học cách đây cũng mười mấy năm, ngồi trong nhà mà mưa, nhìn ra cửa mưa, trong hẻm yên tĩnh chỉ có tiếng mưa
lập bập lập bập lập bập. Thỉnh thoảng có xe đạp bán bánh giò, xôi khúc bánh giò, bánh giò xôi khúc đó, rồi nhìn nó buồn không thể tả. Không biết cô chú anh chị mình có cảm giác như vậy không. Đó, chúng ta đi đây là đường Hàm Nghi. Ngày xưa ở khu Hàm Nghi này cũng có rất là nhiều nhà hàng, rồi vũ trường, khu ăn nhậu. Nhưng bây giờ cũng hết rồi, không còn như ngày xưa. Có một cái comment mình để hôm nào em đi thực hiện cái địa chỉ 55 bến Hàm Nghi. Hôm nào em sẽ lang thang ở khu này để các anh chị bạn nhìn rõ hơn. Bây giờ trời nó mưa rồi, hình ảnh nó cũng không có rõ nét lắm. Hiểu chúng ta đi xem trời mưa bà con làm gì nha. Một số người thì họ có dù, họ đi vòng vòng, còn mấy anh ráp nè, bên tay trái bên tay phải nè, anh ngồi anh chờ khách. Trời mưa thì cũng ít người đi. Chúng ta bên tay trái chúng ta có cái đường để quẹo qua, mình sẽ quẹo qua chợ cũ nha, xem cảnh trời mưa ở chợ cũ như thế nào. Có lẽ cái video này cũng hơi dài, bà con mình thông cảm nha. Đó, qua đường luôn, chỗ này không có đèn đỏ, vắng vắng xe mình qua thôi. Ở đây tiệm bánh Như Lan nè. Trời mưa thì cũng vắng, mưa thì tất cả các ngành hàng đều vắng hết, người đâu người ta đâu có đi ra đường, sáng buôn đồ đâu có được. Ta quẹo qua chợ cũ nha, quẹo phải qua rút camera nha. Tôi bán bắp, mưa thì che đậy, không có chỗ che chỗ đậy. Có một chiếc xe đang về. Rồi chúng ta tiếp tục nha. Đó, một ngôi chợ nhà giàu, nhà giàu năm xưa nhưng mà ý nghĩa của nó bây giờ chắc cũng thay đổi rồi. Một ngôi chợ ở cái khu nhà giàu thôi, nhưng mà những người bán ở đây nhiều khi thấy họ cũng vất vả lắm. Tuy là ở khu nhà giàu nhưng mà cũng có một số nhà họ rất là lụp xụp, rồi tạm bợ, rất là khó khăn ha. Những người bán ở đây đa phần là những cái tiểu thương cũ ha, tại vì bây giờ ở đây cũng không có các tiểu thương mới nữa, tại vì bán không có được. Đây có chị bán cơm tấm ba que á. Bên đây bún thịt xào. Đó, trời mưa này mình khó mà gặp ai trong cái video này, tại vì hình ảnh nó không có rõ. Đó, bà con đang che đậy quá trời. Rồi hết khu chợ cũ rồi. Rồi một số hình ảnh trời mưa ở Sài Gòn, chợ cũ, đường Phát Diệm, Nguyễn Cư Trinh, Trần Hưng Đạo, chợ Bến Thành. Đi ngang vòng xoay chợ Bến Thành, gửi đến cô chú anh chị và các bạn. Biết đâu trong những hình ảnh này chúng ta lại nghĩ về điều gì đó ngày xưa khi mà mình còn ở Sài Gòn, cũng có tắm mưa, cũng có những cơn mưa
Rồi mình ngồi trong cửa sổ mình nhìn ra. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các anh chị và các bạn. Cảm ơn cô chú anh chị và bạn đã luôn quan tâm theo dõi và đồng hành cùng Vinh Lâm TV nha. Chúc bà con mình cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc.